ra tí là sao mẹ đi tìm nữa, đi tìm cái gì, đi tìm cái gì đó. Tạm biệt mẹ làm cho ra. Bụi xì mà phương yên này nè, yên mà phương yên này yên mà phương yên mà tổng yên mới. Ê ba, em không có nhà ở, ở à? Ở đây à? Em có theo bà đi theo khổ đi á. Thế là nhà, bây giờ đi theo bà về nhà đó. Con ơi, xem bà nè. Bà thư thương à, mì hoa dâm dâu hoa nó lột giáo khoảng dâm cháo ấy à. Là mình sẽ thuê đi á. Ờ, mình sẽ thuê đi nha. Đây là vừa y xí nám mà còn dâm, bắt mình lại dâm tắm. Ừ. Nuôi đèo lộn nóng phô dâm đi xì mà quả nạ nhìn hoa dâm ha. Nó nuôi ra nó còn đèo phô dâm mấy gì giao dầm gì dầm mai ra nó mất là dầm gì ra hơn ra nó
Một cái kiểu ra chơi giờ bố cũng sẽ mà một cái ra chơi hả nhận bố nếu mà tại dùm lắm huy ra mày hẳn đã xanh ra là mày một cái chơi phải nhận tiền em ạ, sáng rồi. Em ơi, bây giờ mình có nhà ở rồi đấy. Ai? Thầy chị chị xong ra vậy. Được rồi. Bây giờ mình có nhà ở rồi nhưng mà không biết chủ nhà họ có cho mình ở đâu không ấy. Nên cho mình ở chỗ đây càng tốt nhà anh nhỉ. Mình đỡ phải khổ ấy. Không mình không có nhà ở ấy. Cái này chắc lâu lắm con có người ở rồi. Bây giờ mày đi nhóm người nấu cơm nhé. Đói em đói lắm rồi phải không? Có hàng đống bát. Đấy đấy. Ở đây có nơi cơm điện này em ơi. Không biết là họ nghe chưa. Xem này. Ở đây có cơm. Cơm thiêu rồi. Chắc là lắm, có người nấu.
Ở đây ở nhà của họ có cả điện các kiểu, đúng là tiện thật đấy. Biết đeo không? Đeo sai rồi, bên kia đúng. Đẹp thế.
là sạch cho họ nữa. Đó là của họ đấy, không của ai đấy. Em xem cẩn thận nhé. Lá đằng sau này, cả bên này. Xem cả hai bên lá. Em xem hai bên lá. Làm sao ấy? Hả? Đói? Sao bị chín ạ? Mới ra không chín. Mẹ ơi con đỏ.
một xíu cơm cho ta. Ăn ngon lắm. Mình ở cái nhà này là được anh ạ. Đi không phải chỗ ở. Có đau không? Mẹ ăn rồi. Ừ, mẹ ăn rồi bác.